Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin: Đỗ Mạnh Cường tỏ thái độ từ chối bó hoa Á hậu Thúy Vân tặng. Cựu giám khảo Việt Nam Next Top Model thể hiện thái độ ngơ ngác và từ chối khi Á Khôi Áo Dài 2014 bước lên sân khấu tặng hoa cho anh. Tối ngày 5 tháng 6, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức show xuân hè 2016 cảm hứng đồng quê tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sưu tập gồm 4 phần thời trang giới thiệu loạt xu hướng đang được yêu thích hiện nay như denim, turu, họa tiết hoa cúc, caro và voan ren. Ở phần kết màn show diễn, nhà thiết kế cùng người mẫu Xuân Tiền và Kha Mỹ Vân bước ra sàn diễn chào khán giả. Lúc này, Á hậu quốc tế 2015 Thúy Vân cầm bó hoa được gói ghém cẩn thận, bước lên sân khấu chúc mừng cựu giám khảo Việt Nam Next Top Model ra mắt show diễn thành công. Tuy nhiên, ngay lập tức, nhà tạo mẫu thể hiện thái độ không vui vẻ, đồng thời từ chối bó hoa của người đẹp sinh năm 1993. Hành động này của nhà thiết kế 8X khiến nhiều người có mặt ở show thời trang băn khoăn, bởi theo truyền thống người Việt, tặng hoa là một hình thức chúc mừng quen thuộc. Không ít người cho rằng lối ứng xử của Đỗ Mạnh Cường có phần thiếu tế nhị. Thậm chí, nhiều khách mời còn tỏ ra ái ngại cho Thúy Vân khi cô ngậm ngùi trở về chỗ ngồi với bó hoa trên tay. Giải thích về hành động từ chối hoa từ khách mời, đại diện của Đỗ Mạnh Cường, giám đốc chương trình Huy Cận cho biết, Đỗ Mạnh Cường và ekip rất cảm ơn tấm lòng của Thúy Vân. Tuy nhiên, từ đầu chương trình đã thông báo, Đỗ Mạnh Cường sẽ không nhận hoa. Thúy Vân không nên làm như thế khi chương trình đã báo trước. Rõ ràng cô ấy và các khách mời xem show thời trang nên chú ý nguyên tắc là không tặng hoa. Trên thế giới, các show thời trang lớn cũng giữ nguyên tắc này, không ai tặng hoa như vậy. Tôi nghĩ Việt Nam cũng nên dần theo chuẩn này. Một phần nó là quy định để không phá vỡ không gian thời trang. Nhà thiết kế chỉ có vài phút bước lên sàn diễn chào khán giả và họ muốn tập trung ở góc độ đó, chứ không ưu tiên cho bất kỳ ai lên sân khấu tặng hoa, đại diện của Đỗ Mạnh Cường cho biết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!